Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển SDT là một đơn vị uy tín tại Hải Dương được sự cho phép của Sở Lao động Thương binh Xã hội Hải Dương, chuyên hoạt động trong lĩnh vực tuyển sinh du học và kỹ sư Nhật Bản. Kể từ khi thành lập đến nay, SDT không ngừng lớn mạnh và liên tục phát triển không chỉ về đội ngũ nhân sự mà còn về quy mô, chất lượng về giáo dục, đào tạo. Công ty thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các dịch vụ tuyển sinh du học và kỹ sư Nhật Bản, tăng cường xúc tiến thương mại giữa hai nước Việt, Nhật, tạo dựng mối quan hệ đối tác làm việc bền vững trong và ngoài nước. Hiện nay SDT đang có chương trình tuyển sinh du học và kỹ sư Nhật Bản với nhiều ưu điểm hấp dẫn. Chương trình du học sinh Nhật Bản với tổng chi phí chỉ 187 triệu VND. Đối tượng nam trên nữ 18 ngã 26 tuổi. Chọn trường học tập và làm việc hoàn toàn theo nguyện vọng. Nộp trực tiếp tiền học phí và ký túc xá sang trường Nhật ngữ. Giới thiệu việc làm, thay đổi thủ tục visa, tư cách lưu trú, miễn phí tài liệu, giáo trình, đồng phục cho học viên tham gia đăng ký kỳ tháng 4 năm 2018. Xử lý tất cả hồ sơ khó đi thực tập sinh về nước, trượt visa lần 2, hồ sơ bị từ chối tư cách lưu trú, viêm gan B. Chương trình kỹ sư Nhật Bản, dạng tiến cử tỷ lệ trúng tuyển 90%, không có tỷ lệ chọi. Đối tượng, nam trên nữ nhỏ hơn 35 tuổi. Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy trở lên, chuyên ngành, cơ khí, thiết kế máy, ô tô, cơ điện tử, tự động hóa, điện tử, xây dựng, thực phẩm, may mặc, ít, hóa học. Thời gian xuất cảnh sớm, 3 ngã 5 tháng. Không yêu cầu trình độ tiếng Nhật đầu vào. Chi phí thấp, uy tín. Cam kết hoàn trả 100% chi phí khi không trúng tuyển, rút hồ sơ, không đỗ visa. Học tập tại trung tâm có ký túc đầy đủ tiện nghi sinh hoạt. Yêu cầu chung, ứng viên có đủ điều kiện sức khỏe để đi lao động tại Nhật Bản. Chưa bị từ chối tư cách nhập cư vào Nhật Bản. Có lý lịch rõ ràng, không tiền án, tiền sự,